phẩm cho mọi người một đàn phả phát xét nha mọi người nhá, đặc trưng của vùng Pháp Bỉ luôn. Đây là mọi người sẽ nhìn thấy là cái mảng màu của nó ấy. Thường những cái phả Pháp Bỉ ấy, thì sẽ không có cái chuyện mà nó gầm đen bốn chân đen xì cực kỳ là đậm nét đâu. Nên là hầu hết là những cái phả phát xét thường chủng này nó vẫn sẽ là gầm đen và má lồng nó bốn chân đen, nhưng mà nó sẽ đen hơi mờ mờ một chút này, và nó sẽ thiên về lưng á của nó cực kỳ là sạch luôn. Cái đàn này nó thiên về cái màu lưng đỏ rực cực kỳ là cháy luôn nhé. Và mọi người, các anh nào mà để ý kỹ ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy là đàn này cái tai của nó lên cực kỳ là đẹp luôn. Còn 100% trong đàn là đã lên tai rồi và đầu thủ lên rất là đẹp nhé. Bây giờ chưa thấy là thì cho mọi người nhìn nó lên tai. Khi nó ở cái trạng thái tĩnh ấy, thì mọi người nhìn nó lên tai cực kỳ là đẹp luôn. Đàn này là tỷ lệ được cái là lông rất là sạch. Và mọi người thường thấy là cái đàn này cái dáng của nó là cực kỳ là thon gọn thể thao luôn. Và chất lông là chất lông sáp nhé. Phả phát xếp thì không bao giờ mà nó cũng có đâu mọi người ạ. Và các anh nhiều các anh lại đưa ra tiêu chí là rồng pháp phả Pháp Bỉ không được lai Mexico, nhưng mà lại phải khung gọn chân tay to. Hầu hết là như thế là không ít khi mà có những cái đàn như thế đó. Nên nói thật với các anh, nếu mà Pháp Bỉ truyền chủng ấy, cái dáng của nó rất là thon gọn, nó thiên về cái dáng thể thao nên nó hơi mảnh khảnh một chút, nhưng mà nó rất là dài nhé, nhìn con chó nó cực kỳ là khỏe mạnh luôn. Đấy, sẽ tắt thần kinh qua cho mọi người xem. Bây giờ thì em sẽ test thần kinh qua cho mọi người xem luôn. Ủa, đây quá là căng luôn. Thần kinh rất là căng nhé mọi người nhé. Này, từ chân lưng này mọi người, chân lưng đấy. Yêu cầu thì mọi người thường sẽ thích về cái độ thần kinh là đầu tiên này, thứ hai là về cái mảng màu này. Thần kinh rất là căng luôn mọi người. Ai phải cho hai cái tải chia ra, không nó không cắn. Chạy nhau một cái tải. Thần kinh căng cả đàn nhé mọi người nhé. Phát xét thì bao giờ ấy thì cái mặt của nó ấy thì nó là thuộc cái dòng Bỉ đã cắt rồi, mọi người sẽ thấy là móng nó hơi dài một chút nhá. Nên là Mexico thì nó sẽ thiên về cái móng hộp, móng to. Là nhiều anh lại bảo là con này con kia là mẫu mài các thứ. Thứ là anh không thích kia, nhưng mà con Bỉ thì nó là móng nó sẽ như thế này. Cái con này toàn cắn người ta. Đây đây đây, chia ra hai bên như gần nhau như thế này. Đấy, xuống đi. Lên tay để tải. Con nào con lấy là khung cao dài luôn, trường chó luôn ấy, nó dài lắm, thon gọn rất là đẹp. Tí nữa thì em sẽ quay riêng từng con xong rồi. Thôi bây giờ để em quay video của con cho mọi người nhé. Xin chào mọi người.